Như vậy là loạt trận vòng 1/8 cúp quốc gia 2020 đã khép lại với những diễn biến vô cùng hấp dẫn trên khắp các sân cỏ cả nước. Cùng kênh YouTube VPF Media nhìn lại top 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất các bạn nhé. 1. Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục gây bất ngờ. Trước trận đấu được diễn ra trên sân vận động Vinh, người hâm mộ rất chờ đợi vào một cuộc đối đầu cân tài cân sức giữa hai đội bóng. Nhất là khi Bà Rịa Vũng Tàu vừa xuất sắc loại Sài Gòn FC tại vòng loại cúp quốc gia 2020. Và những gì diễn ra ở trên sân đã đúng với sự kỳ vọng khi hai bên đã thi đấu nỗ lực trong suốt 90 phút chính thức. Sông Lam Nghệ An không hề chủ quan trước Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn bị đội khách chọc thủng lưới ngay trên sân Vinh, khiến huấn luyện viên Ngô Quang Trường buộc phải tung Phan Văn Đức vừa mới bình phục chấn thương vào sân. Tuy sớm có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của Hồ Tuấn Tài ở những phút cuối hiệp 1, nhưng Sông Lam Nghệ An đã không tài nào chọc thủng lưới của đội khách ở thời gian còn lại của trận đấu. Bước vào loạt đấu súng quyết định, đội bóng chủ sân Vinh đã phải chấp nhận nói lời chia tay với giải đấu khi Đình Đông là cầu thủ duy nhất sút hỏng vào lên. Giành chiến thắng đầy bản lĩnh trước Sông Lam Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu viết tiếp giấc mơ chinh phục cúp quốc gia ngay trong lần đầu tiên tham dự. 2. Những đội bóng mạnh vẫn thể hiện được đẳng cấp. Tuy vậy, chiến thắng của Bà Rịa Vũng Tàu trước Sông Lam Nghệ An có thể nói là một trong những bất ngờ hiếm hoi của vòng 1/8 cúp quốc gia 2020, bởi hầu hết những đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Hai đội bóng của thủ đô là Hà Nội FC và Viettel là những câu lạc bộ gây ấn tượng hơn cả khi giành chiến thắng cách biệt trước những câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng nhất. Trong khi đó, bằng những cách vất vả hơn, Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh cũng đã vượt qua SHB Đà Nẵng và Dương Nam Hà Nam Định trên trận phát đền để góp mặt trong danh sách 8 đội bóng mạnh nhất ở cúp quốc gia năm nay. 3. Nam Định ngẩng cao đầu rời giải. Cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Dương Nam Hà Nam Định xứng đáng là trận đấu hấp dẫn nhất tại vòng 1/8 cúp quốc gia Bamboo Airways. Dù sớm được đội chủ nhà chọc thủng lưới đến 2 lần, nhưng các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cũng không mất quá nhiều thời gian để có được hai bàn thắng san bằng tỷ số, đều do công của Rafael Sơn. Phong độ cao của hai đội bóng tiếp tục được duy trì đến cuối trận với rất nhiều tình huống ăn miếng trả miếng, nhưng rất tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm. Ở loạt sút lân lưu, Đỗ Melo bên phía Dương Nam Hà Nam Định là cầu thủ duy nhất không thực hiện thành công. Pha sút phạt đền hỏng ăn này khiến đội bóng ngành Nam phải dừng bước tại cúp quốc gia 2020. Dù sớm bị loại, nhưng những gì mà Dương Nam Hà Nam Định thể hiện là rất ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng loại. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ của mình, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng hoàn toàn có thể có được một vị trí cao trên bảng xếp hạng V-League năm nay. 4. Hai thái cực phong độ của các tuyển thủ quốc gia. Vòng 1/8 cúp quốc gia chứng kiến hai thái cực về mặt phong độ của các tuyển thủ quốc gia. Hầu hết các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đều đã ra sân ở các trận đấu cuối tuần vừa qua. Ấn tượng nhất phải kể đến Bùi Tiến Dũng khi thủ môn sinh năm 1997 chỉ cần có 7 phút thi đấu để mang hình ảnh Cường Châu quay trở lại với Thống Nhất. Vào sân thay Thanh Thắng để đối đầu với SHB Đà Nẵng trên trận phát đền, thủ môn Quốc Dân đã cản phá đến hai quả sút của đối phương để giúp đội bóng tới thương thành phố mang tên Bác ghi tên mình vào vòng tứ kết. Ấn tượng không kém phải kể đến trường hợp của Thành Trung khi trung vệ của Hà Nội FC đã tiền đạo cực hay trong ngày huấn luyện viên Park đến dự khán. Một bàn thắng cùng những pha phối hợp ăn ý với các vệ tinh xung quanh là quá đủ để nói về màn trình diễn tuyệt hay của trung vệ sinh năm 1997. Trái ngược với phong độ cao của Tiến Dũng và Thành Trung là màn trình diễn của những Văn Đức, Công Phượng khi vào sân thay người. Dù có khá nhiều thời gian để thể hiện mình, nhưng hai cầu thủ nói trên không tài nào để tìm được mảnh lưới đối phương. Đẹp nhất trong số các tuyển thủ quốc gia là Hà Đức Chinh khi tiền đạo người Phú Thọ chỉ có thể thi đấu được 20 phút trong trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh trước khi phải rời sân sớm vì chấn thương. 5. Sân Cẩm Phả, An Giang mở hội. Khá bất ngờ khi Cẩm Phả và An Giang lại sở hữu lượng cổ động viên đến sân đông nhất chứ không phải là Hàng Đẫy hay Thống Nhất, sân nhà của Đức Kim Vô Địch Hà Nội, hai đội bóng nhiều sao Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Phả trong ngày trở lại đã đón đến 10.000 khán giả của cả đội chủ nhà lẫn đội khách. Trong khi đó, bất ngờ hơn cả là sân vận động An Giang khi sân nhà của đội bóng đang chơi ở giải hạng nhất đón đến 9.000 khán giả trong cuộc tiếp đón Viettel. Đây là một dấu hiệu vô cùng tích cực trong bối cảnh V-League 1 và V-League 2 sắp trở lại. Với sân vận động Hàng Đẫy của các nhà đương kim vô địch quốc gia Hà Nội FC, dù không mở cửa khán đài A nhưng cũng đã đón đến 6.500 khán giả trong ngày đội bóng thủ đô vinh danh các cầu thủ đoạt các giải thưởng của bóng đá miền Nam từ trước đến nay. Rõ ràng con số 42.500 khán giả đến xem toàn trận đấu tại vòng 1/8 cúp quốc gia tăng rõ rệt so với 36.200 người xem 10 trận đấu tại vòng loại đã nói lên sức hấp dẫn của vòng đấu này. Trên đây là top 5 điểm nhấn vòng 1/8 cúp quốc gia 2020. Bạn ấn tượng nhất với điểm nhấn nào? Cùng để lại ý kiến của mình nhé. Quá vất vả để có được bàn thắng mở tỷ số.